Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng giải chủ giảng lão pháp sư Tịnh không giảng tại Tịnh Tông học hội Singapore thời gian tháng 5 năm 1998 tập 13 xin mời mở bản kinh ra lần trước dẫn đến phật dạy cho cô bà la môn dùng phương pháp niệm phật là có thể biết mẹ của mình sau khi chết thần hồn thác xanh vào chốn nào chúng ta biết phật pháp đại thừa tiểu thừa pháp môn vô lượng vô biên nghĩa là pháp môn nào cũng có thể thành vô thượng đạo tại vì sao phật không dạy cô dùng phương pháp tham thiền dùng phương pháp trì giới hay phương pháp trị chú Tại vì sao không dạy cô những phương pháp này Mà đặc biệt Dạy cô pháp môn niệm Phật Hàm nghĩa ở trong đây Chúng ta nhất định phải hiểu Bất kỳ pháp môn nào Cũng có thể đắc định Đều có thể khai quệ tổng cương lĩnh tu học của phật pháp chính là định huệ điều này các chị nhất định phải biết cho nên vô lượng pháp môn đều là phương pháp tu định huệ đều là con đường khai trí huệ phương pháp con đường khác nhau nhưng mục tiêu đạt đến là hoàn toàn giống nhau nhưng ở trong đây thật sự có sự khác biệt khó hay dễ tùy theo căn tánh chỉ có pháp môn niệm phật là bao trùm khắp cả ba căn bất luận là căn tánh lanh lợi hay chậm lục hơn nữa thành tựu nhanh chóng vững chắc dễ dàng cho nên ngài dùng pháp môn này để dạy cho cô cô quả nhiên rất tài giỏi trong pháp môn của chúng ta mà nói cô là thuộc vào hạng căn tánh thượng thượng là người căng tánh bậc thượng bởi vì cô một ngày một đêm đã được nhất tâm bất loạn là đắc định rồi cảnh giới trong định hiện tiền cô mới tự mình đích thân nhìn thấy được nếu phật nói cho cô biết mẹ cô đã sanh về cõi trời đau lợi đã sanh thiên được ba ngày rồi thì chưa hẳn cô có thể tin vì không thực tế Cô sẽ nghĩ có lẽ đây là lời Phật An ủi mình Nhìn thấy mình rất đáng thương nên an ủi Chứ chưa hẳn là thật Cô nghĩ Phật không nói dối Có lẽ là thật nhưng niềm tin này cũng không chắc thật Đích thân vào trong địa ngục nhìn thấy Vì thì không còn gì để nói nữa rồi Hơn nữa mẹ cô làm sao có thể sanh thiên vậy Nhất định không phải do Phật lực Hôm qua nói với các chị rồi nhờ sự tăng thượng duyên này của mẹ cô khiến cho cô dũng mãnh tinh tấn chỉ trong một ngày thành tựu niệm phật ta muội mẹ cô là nhờ công đức này mà sanh thiên nếu bản thân cô không dũng mãnh tinh tấn không đạt được niệm phật ta muội thì phước mà mẹ của cô được sẽ không lớn như vậy mẹ cô được phước lớn hay nhỏ là do công phu tu trì của bản thân cô sâu hay cạn mà thôi như vậy thì cái lý này nói mới thông mới là hợp tình hợp lý hợp pháp cho nên trước đây khi con cháu thăng quan tiến chức thì cha mẹ và ông bà tổ tiên của người ấy đều được triều đình phong thưởng tại vì sao triều đình phải phong thưởng cho cha mẹ và ông bà tổ tiên họ vậy chúng ta xem thấy trong lịch sử khi triều đình phong quan tuy cha mẹ họ không còn ở đời qua đời rồi nhưng vẫn phong tước gì cho cha mẹ ngang bằng với tước gì của bản thân họ vì sao vậy họ là con có hiếu thành tựu của họ là do cha mẹ chăm sóc dạy bảo mà nên họ vì báo ơn cha mẹ nên mới dũng mãnh tinh tấn cha mẹ ông bà đều là tăng thượng thiện duyên đối với họ vì đạo lý này nên triều đình mới phong thưởng đạo lý này phổ khắp tất cả bất kỳ cõi nước chư phật nào phổ khắp hư không pháp giới đều được tất cả chúng sanh khẳng định chúng ta nói chân lý vĩnh hằng bất biến là ở chỗ này chúng ta đọc kinh này mới biết làm thế nào siêu độ mới chợt nhận ra siêu độ được lợi ích gì đây là thật không phải là giả kinh địa tạng là kinh căn bản trong phật pháp đại thừa chúng ta thật sự bà nói phải giảng kỹ càng nhưng chúng tôi lần này Bị hạn chế bởi thời gian Chúng tôi chỉ giảng 20 lần 40 giờ đồng hồ Nên không thể nói tỉ mỉ được Tương lai chúng tôi Nhất định tìm thời gian để giảng giải Tường tận tỉ mỉ hơn cái này là pháp căn bản tu học của chúng ta Nhất định không được lơ là Chúng ta xem tiếp kinh văn thời ba la môn nữ tầm lễ phật dĩ thức quy kỳ xá dĩ ức mẫu cố câu nói này rất quan trọng tại vì sao cô có thể y giáo phụng hành tại vì sao có thể ngồi ngay thẳng niệm phật vậy ngồi ngay thẳng niệm phật chính là dùng tâm chân thành nhất tâm niệm phật dĩ ức mẫu cố đây chính là phát tâm bồ đề là tương ưng với nguyên tắc trong kinh vô lượng thọ nói phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm đoan tọa niệm giác hoa định tự tại chương như lai kinh nhất nhật nhất dạ cô không ngủ nghỉ chúng ta xem thấy trong tình độ thánh hiền lục pháp sư ấn kha triều tống trong truyện ký ghi chép vị tỳ kheo này phá giới tạo tác rất nhiều nghiệp ác ưu điểm lớn nhất của ông là tự biết mình đã tạo ác rất nhiều rồi nên tương lai nhất định đọa địa ngục ông tự mình biết đã biết rồi mà sao vẫn còn tạo nghiệp vậy Tập khí quá nặng Khi gặp phải duyên ác Bản thân ông không thể khống chế mình được Nhưng biết tương lai sẽ đọa địa ngục Rất đáng sợ Nghĩ đến quả báo này Nên ông rất sợ Ông liền thỉnh giáo với bạn đồng tu Bạn đồng tu mới tặng ông quyển giảng sanh truyện sau khi xem xong ông vô cùng cảm động đóng cửa lại niệm phật ba ngày ba đêm không ăn không ngủ ngay cả nước cũng không uống niệm một mạch đến ba ngày ba đêm cảm a di đà phật xuất hiện trên kinh di đà nói nếu một ngày nếu hai ngày nếu ba ngày cho đến bảy ngày chúng ta nhìn thấy rồi đây là thật chứ không phải giả Chúng ta niệm Phật niệm đến 7 ngày Niệm đến 49 ngày cũng không nhìn thấy Phật Là do cách niệm của chúng ta Không đúng như Pháp Khi niệm Phật vẫn còn vọng tưởng Vẫn còn tạp niệm Nên không có cảm ứng Còn câu niệm Phật là một tạp niệm cũng không có Giống như oánh kha Bởi vì Sợ địa ngục Cứu mạng khẩn cấp Nên cũng không có một tạp niệm nào đây là người căng tánh bậc trung Thánh nữ bà La Môn là người thượng căng Một ngày một đêm là thành tựu Pháp sư Ấn Kha là ba ngày ba đêm mới thành tựu Chế thành khẩn thiết Cảm động Phật đến ứng Đây là một ngày một đêm Được niệm Phật tam muội đây là được sự nhất tâm bất loạn hốt kiến tự thân đáo nhất hải biên kỳ thủy dũng phất đa chư ác thú tận phục thiết thân phi tẩu hải thượng đông tây trì trục chiến chư nam tử nữ nhân bách thiên vạn số xuất một hải trung bị chư ác thú tranh thủ thực đạm đây là cảnh giới hiện ra trong định của thánh nữ bà la môn cô nhìn thấy rồi nhìn thấy hiện tượng địa ngục nhìn thấy rất nhiều người đang ở đó chịu tội chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây hữu kiến và xoa. Dạ xoa dạ là quỷ đói trong địa ngục. Kỳ hình các vị hoặc đa thủ. Đa nhãn, đa túc, đa đầu, tẩu nha ngoại xuất, lợi nhận như kiếm. Lợi nhận như kiếm Là ý nói răng của nó rất sắc bén Khu chư tội nhân Sử cận ác thú Thú dữ trong địa ngục quá nhiều Đều ở trong đó để ăn người Ăn những tội nhân đó Tội nhân nhìn thấy thú dữ đương nhiên là bỏ chạy Những quỷ già dạ xoa này đuổi theo Bắt những tội nhân này cho thú dữ ăn thịt không những đuổi bắt họ Phục tự bát quật Bác quật là Đánh bằng roi Lôi đi ném Đầu túc tương tự Kỳ hình vạn loại Bất cảm cửu thị Chẳng dám nhìn lâu Là không nhẫn tâm nhìn cảnh tượng ấy nhìn thấy trong lòng bủn rủn đây là hình ảnh người tạo tác ác nghiệp trong thế gian của chúng ta đọa vào trong địa ngục thọ khổ thánh nữ bà la môn đích thân nhìn thấy Kinh văn dưới đây Thời ba la môn nữ Dĩ niệm Phật lực cố Tự nhiên vô cụ Cô nhìn thấy cảnh tượng địa ngục này Đây là lực của niệm Phật tam muội Giúp cho cô nhìn thấy Những cảnh tượng này Mà không có kinh sợ Nhưng cô có tâm thương xót Không những tâm nhìn cảnh tượng cực kỳ bi thảm này cô vào trong địa ngục trong địa ngục cũng có người đến chào hỏi cô hữu nhất quỷ vương danh viết vô độc khể thủ lai nghinh bạch thánh nữ viết thiện tai bồ tát hà duyên lai thử cảnh giới địa ngục chỉ có hai hạng người có thể nhìn thấy một là người phạm tội vào trong đó để thọ tội một loại khác nữa là Bồ Tát vào địa ngục để độ hóa chúng sanh Chỉ có hai hạng người này Ngoài hai loại người này ra Dù địa ngục ở trước mặt bạn Bạn cũng không thể nhìn thấy Trước đây, lão cư sĩ Chu Kính Trụ kể cho tôi nghe một câu chuyện Câu chuyện này là thật Ông viết trong trước tác của ông vai chính trong câu chuyện này là cha vợ của ông tiên sinh trương thái viêm lúc trương thái viêm còn sống đã từng làm phán quan ở đông nhạc đại đế phán quan dùng cách nói hiện nay để nói chính là tổng thư ký địa vị rất cao ở trung quốc có ngũ nhạc ngũ nhạc là đại quỷ dương quản lý mấy tỉnh quản lý năm sáu tỉnh đây là đại quỷ dương địa vị của họ chỉ thấp hơn vua diêm la vua diêm la giống như là hoàng đế quản lý toàn quốc ông giống như là một chư hầu quản lý một phương rộng hơn một tỉnh Ông là người học Phật Biết được hình phạt trong địa ngục Rất thê thảm Vô cùng tàn khốc Ông có tâm nhân từ Có một hôm kiến nghị lên Đông Nhạc Đại Đế Là có thể đem hình phạt bào lạc trong địa ngục Bỏ bớt đi được hay không? Bào lạc là gì? Đốt cột sắt đỏ lên Rồi sau đó bắt tội nhân ôm lấy cột đây là hình phạt vô cùng tàn khốc chúng ta nói là hình phạt không nhân đạo ông hy vọng đông nhạc đại đế có thể có tâm nhân từ bỏ bớt đi loại hình phạt tàn khốc nhất này đông nhạc đại đế không trả lời chỉ sai hai quỷ nhỏ đến dắt chương thái viêm đến chỗ xử tội trên thực tế để xem Trường Thái Viêm liền đi theo hai con quỷ nhỏ này để xem Đại Khái đi được một quãng đường tương đối xa Thì hai quỷ nhỏ này nói với ông là Đến rồi, chỗ sửa tội là ở chỗ này Nhưng ông nhìn không thấy Ông mới chợt hiểu ra Tên Kinh Phật nó là cảnh giới do nghiệp lực của mình biến hiện ra Chứ không phải do vua Diêm La tạo ra Vua Diêm La không có cách gì quỷ bỏ được Là do nghiệp lực của chính bạn biến hiện ra Vậy mới hiểu được đạo lý trên Kinh Phật nói Đủ dạng cảnh giới Dụng cụ tra tấn trong địa ngục này Nào là giả xoa Ngạ quỷ Đều là hình tướng do mình tạo tác nghiệp ác Mà biến hiện ra Là giống như nằm mộng vậy Tướng có Nhưng thể thì không sự có lý không Nhìn thấy cảnh tượng muôn ngàn khác biệt Là do ý nghĩ vọng tưởng lung tung của mình biến hiện ra Cho nên Phật nói rất hay Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Ba đường ác cũng là tâm tưởng sanh thì tại vì sao trong tâm có ác niệm chúng ta hiểu rõ đạo lý này mới biết nếu như không muốn nhìn thấy ba đường ác thì nhất định phải đem những niệm ác ở trong tâm này không những là ác khẩu mà thân tạo nghiệp ác cũng không được phép có ý nghĩ cũng không được phép có Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tất cả cảnh giới đều là pháp, pháp giới. Không có cái nào không phải là từ tâm tưởng sanh. Người có định công sẽ nhìn thấy. Thánh nữ Bà La môn vừa được niệm Phật Tam Muội bởi vì cô thương nhớ mẹ Nên cảnh giới này liền hiện tiền Quỷ vương vô độc Đến tiếp đón cô Khể thủ Đây là lễ bái Đón tiếp cô rất lễ phép Hỏi cô Thiện tai Bồ Tát Thiện tai là hoan nghênh Hiếm khi được Bồ Tát quan Lâm đến địa ngục Nhưng không biết Ngài là vì nguyên nhân gì mà đến nơi này Mời xem kinh văn dưới đây Thời Ba La Môn Nữ Vấn Quỷ Vương viết Thử Thị Hà Sứ Vô Độc Đáp viết Thử Thị Đại Thiết Vi Sơn Tây Diện Đệ Nhất Trùng Hải Đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Đây là cảnh giới mà cô nhìn thấy, Núi Đại Thiết Vi rốt cuộc là ở đâu? Phật nói trên Kinh Ở trong Tứ Đại Bồ Châu này của chúng ta Là núi Tu Di Rốt cuộc núi Tu Di ở đâu vậy? Bảy tầng núi, tám tầng biển Bảy tầng núi ở đâu vậy? Trên Kinh nói biển nước mặn Chúng ta hiện nay nhìn thấy nước biển có gì mặn Những gì Phật nói Không phải cảnh giới của Phạm Phu chúng ta Phạm Phu chúng ta không nhìn thấy Cảnh giới này có hay không vậy? Nhất định là có Tại vì sao chúng ta không nhìn thấy gì? Chúng ta không có khả năng đột phá tầng không gian Nếu chúng ta có định công Có thể nhìn thấy không gian 4 chiều, không gian 5 chiều, không gian 6 chiều, thì những chân tướng sự thật này nhất định sẽ ở ngay trước mắt địa ngục này tầng biển thứ nhất phía tây đuối thiết vi thái nữ bà la môn nhìn thấy ở trong định trong định sẽ đột phá giới hạn chúng ta biết ở trung quốc thời triều đường đại sư trí giả đọc Kinh Pháp Hoa nhập định Ở trong định Ngài nhìn thấy Núi Linh Thú Nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật Vẫn còn giảng Kinh Pháp Hoa Ở núi Linh Thú Ngài còn tham dự Nghe một buổi Đây chính là nói Khi ở trong định Ngài đã siêu diệt thời gian Đại sư trí giả Cách thích Campo Ni Phật Đại khái là 1.700 năm Đây là Ngài có thể quay về quá khứ Bản thân ngồi thiền Như như bất động Ở núi Thiên Thai Ngài có thể nhìn thấy núi Linh Thú Ở Ấn Độ Đây là đã siêu diệt không gian Cho nên chỉ cần có định công trong định không có phân biệt chấp trước thì có thể đột phá thời gian không gian rồi quá khứ hiện nay có rất nhiều người tu định cũng biểu hiện ra năng lực này vậy thì chúng ta có thể tin được huống hồ thánh nữ bà la môn chân thành khẩn thiết dũng mãnh tinh tấn cô là được niệm phật tam muội nên cô nhìn thấy cảnh giới địa ngục xin xem tiếp kinh văn thánh nữ vấn viết ngã văn thiết vi chi nội địa ngục tại trung thị sự thực phủ ngã văn là trước đây thường hay đọc kinh nghe kinh Nghe Phật nói ở trên kinh, trong biển lớn, trong núi thiết vi có địa ngục lớn, hỏi Quỷ vương. Đây có phải là thật sự hay không? Có thể thấy, tuy thường hay nghe kinh, thường hay đọc kinh, cũng tin lời Phật nói, nhưng vẫn còn nghi vấn như thường. Nếu như không có hoài nghi thì đến nơi này việc gì phải đi hỏi Quỷ vương chứ? Là không cần hỏi Quỷ vương. sau đó mới biết là xây dựng niềm tin khó biết bao phật ở trên kinh đại thừa những đại kinh đại luận như trong hoa nghiêm đại trí độ luận đã nhiều lần chứng minh khó có được niềm tin niềm tin là cội nguồn của đạo là mẹ của các công đức Cội nguồn tu hành chứng đạo của Bồ Tát Là ở niềm tin Thật sự xây dựng được niềm tin Không dao động thì tu hành chứng quả đâu có cần ba đại a tăng kỳ kiếp chứ không cần niềm tin của phàm phu chúng ta được gọi là đạo tâm xương sớm rất dễ bị dao động một cơn gió nhỏ thổi qua đã liền mất hết niềm tin rồi còn thành tựu được gì nữa chứ chúng ta ở trên kinh đọc rất nhiều chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều điển hình từ xưa đến nay thế pháp phật pháp người bất hiếu với cha mẹ mỗi thầy phản đạo nếu như có thành tựu đều rơi vào trong ma đạo tương lai họ thành tựu không phải phật đạo mà là ma đạo là quỷ đạo chúng ta có tin hay không những điều này đều là phật nói trên kinh Họ được ma nhiếp trì. Chánh pháp nhất định là từ hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, y theo giáo tu học như lý như pháp mà thành tựu. đây là điều chúng ta không thể không hiểu không thể không thể hội thật kỹ trong khi đọc kinh luận đại thừa vô đọc đáp viết thực hữu địa ngục trả lời một cách vô cùng khẳng định quả thật là có địa ngục con người sống ở thế gian này Nói thật ra chúng sanh ở trong đường khác Của lục đạo Tạo ác thì ít Cơ hội Cơ duyên tạo ác rất ít Còn cơ hội tạo ác Ở nhân gian quá nhiều Thiên nhân ưa thiện mến đức Chỉ có A-tu-la tập khí chưa dứt Vẫn còn tiếp tục tạo ác nghiệp Chúng sanh trong đường ác Chúng ta nói cõi xúc sanh, cõi ngạ quỷ Cõi địa ngục chỉ là thọ tội Hoàn toàn không có cơ hội tạo ác Cơ hội tạo ác ở cõi ngạ quỷ Và cõi xúc sanh đều ít Rắn độc thú dữ Tâm rất độc Nó cũng giết hại chúng sanh khác Nhưng giết hại có hạn Trong cả đời nó có thể giết bao nhiêu mạng gì? Chúng ta nhìn thấy những loài thú dữ như sư tử hổ này Chúng ăn no rồi Những động vật nhỏ khác chạy qua chạy lại ở bên cạnh Chúng giống như không có nhìn thấy vậy Chúng ta thường hay xem thấy Thế giới động vật ở trên tivi Cả đời chúng sát sanh ít Đâu có sát sanh nhiều như con người vậy Con người sát sanh không nhất định là để ăn Nên dễ dàng tạo nghiệp nhất Người giết người Không phải vì muốn ăn thịt người Bạn xem ngày nay tạo vũ khí hạt nhân Một quả bơm hạt nhân thả xuống Có thể giết hại mấy chục đến mấy trăm vạn người bạn nói xem tạo tội nghiệp này nặng cỡ nào họ gì sao không bị đọa địa ngục chứ địa ngục từ đâu mà có vậy do ác nghiệp biến hiện ra tuyệt đối không phải là do phật tạo ra cũng không phải do quỷ thần tạo ra mà là do nghiệp lực của mình biến hiện ra Chúng ta xem tiếp kinh văn. Thánh nữ vấn viết: Ngã kim vân hà, đắc đáo ngục sở. Thánh nữ liền hỏi Quỷ Vương Vô Độc: Tại vì sao tôi có thể đến được nơi này vậy? Bản thân cô cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Vô Độc đáp viết: Nhược phi uy thần, tức tu nghiệp lực, phi thử nhị sự chung bất năng đáo. Vậy là nói rõ rồi Giống như vừa rồi chúng tôi kể câu chuyện Trương Thái Viêm này Trương Thái Viêm không có tạo tội nghiệp địa ngục Cũng không phải là Bồ Tát Nên dù địa ngục bày ra ngay trước mắt ông Cũng không nhìn thấy Nếu bạn không phải thuộc một trong hai nguyên nhân này Thì đi vào địa ngục cũng không thể nhìn thấy Không nhìn thấy gì cả cần phải có hai điều kiện này. Điều kiện thứ nhất là uy thần, đó là Bồ Tát vào trong địa ngục để độ hóa chúng sanh. Họ có thể nhìn thấy. Điều kiện thứ hai là nghiệp lực, chính là bạn tạo tác tội nghiệp, địa ngục quả báo, hiện tiền. Thánh nữ hữu vấn Thử thủy hà duyên Nhi nải dũng phất Đa chư tội nhân Cấp dĩ ác thú Đây là hỏi vô độc Tại vì sao Nước biển này lại sôi sùng sục như vậy Dũng Phất là giống như nấu nước sôi vậy Nước này rất nóng, không phải mát Giống như nước đun sôi vậy tình trạng của biển này là như vậy có nhiều tội nhân và thú dữ trôi nổi trong đó như vậy là nguyên nhân gì tình trạng này trên kinh lăng nghiêm nói vô cùng tường tận đem đạo lý Hiện tượng này Nói ra cho chúng ta rồi Gọi là tạo thập Tập nhân Thọ lục giao báo Tập là tập khí Bạn tạo 10 loại tập khí bất thiện Là 10 tập khí nghiệp ác nếu tạo thập ác thượng phẩm Thì bạn sẽ cảm thọ quả báo lục giao Ở trong địa ngục Vô độc đã viết Thử thị diêm phù đề Tạo ác chúng sanh Tân tử chi giả Cảnh tượng mà thánh nữ nhìn thấy này Diêm phù đề chính là trái đất của chúng ta Chứ không phải nơi khác là quê hương của chúng ta. Những người đó vừa mới chết, kinh tứ thập cửu nhật hậu vô nhân kế tự vì tác công đức cứu bà khổ nạn, sanh thời hữu vô thiện nhân, đương cứu bổ nghiệp sở cảm địa ngục tự nhiên tiên độ thử hải. chúng ta đọc xong câu chúng sanh tạo ác này đọc đến những câu kinh văn này thấy sợn tóc gáy không phải nói người khác mà là nói chính chúng ta chúng ta khởi tâm động niệm lời nói việc làm giống như trên kinh địa tạng nói thấy đều là tạo tội hiện nay hằng ngày tạo niệm niệm tạo tạo không gián đoạn đến khi hơi thở nhất rồi thì làm thế nào đây chính là lời trong phật pháp nói bồ tát sợ nhân chúng sanh sợ quả bồ tát có tâm cảnh giác chúng sanh ngu si ngu muội khi quả báo chưa có hiện tiền thì coi như không không tin quả báo hiện tiền rồi thì hối hận không kịp Cho nên mới dạy chúng ta đoạn ác tu thiện Thế nào là thiện? Phật dạy cho chúng ta pháp cơ bản Trong quán kinh nói Ba loại tịnh nghiệp tam phước Phật nói rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy Ba loại này là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật Đây chính là thiện Làm trái lại với thiện chính là ác Ác là mặt trái của thiện Hành vi tạo tác của chúng ta trong đời này Là tương ưng với bên phía thiện này Hay là trái ngược lại với phía bên thiện này trái ngược lại tức là tạo ác tương ưng giới thiện thì phước báo ở nhân thiên tương ưng giới ác thì quả báo ở tam độ ở địa ngục tịnh nghiệp tam phước điều thứ nhất là phước nhân thiên có thể làm được điều này thì đời sau hưởng phước ở hai đường nhân thiên không làm được thế thì xem tội nghiệp của bạn nặng hay nhẹ mà đi thọ báo ở Tam Độ Tam Độ là Ngạ quỷ xúc sanh địa ngục Tùy theo bạn tạo tác nặng hay nhẹ Điều thứ hai là phước tiểu thừa Nếu như bạn có thể làm tương ưng Y giáo tu hành thì quả báo nhất định ở cõi trời. hưởng phước trời. Nếu như tu hành có công phu, chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả, thế thì đi hưởng phước ở cõi trời tịnh cư, ngủ bất hoạt thiên. Nếu như làm trái lại, thì nhất định thọ báo ở địa ngục ngà quỷ. Không có xúc sanh ở trong cõi người có xúc sanh, quả báo của xúc sanh nhẹ. Còn quả báo ở địa ngục ngạ quỷ thì nặng. Vì sao vậy? Phước của điều thứ hai lớn hơn điều thứ nhất. Nên bạn tu thành công thì phước cũng lớn. Nếu trái lại thì đọa lạc cũng khổ hơn Cùng một đạo lý Điều thứ ba là phước báo đại thừa Nếu bạn y giáo phụng hành Thì bạn làm Bồ Tát Siêu phàm nhập thánh Nếu làm trái lại Thì ác sẽ đọa địa ngục Không phải ngạ quỷ xúc sanh Mà nhất định đọa địa ngục Chúng ta phải làm cho thật rõ ràng thật sáng tỏ Lý sự Đều hiểu rõ Sau đó chúng ta mới tin sâu không nghi Công phu thường ngày làm ở chỗ nào vậy? Làm ở chỗ khởi tâm động niệm 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 tương ưng với Phật Niệm niệm tương ưng với Đạo đạo là gì đạo là chân như tự tánh tương ưng với tánh đức chúng ta đời này mong cầu giảng sanh mới có thể làm đến được sao có thể tạo ác được nữa chứ đời người khổ ngắn Nhất là thời đại hiện nay Loạn động tai biến trên toàn thế giới Rất vô thường Nhất định phải giác ngộ được Mọi thứ trên thế gian này Đều như mộng, như huyễn Không thể đạt được điều gì Đây là sự thật Chúng ta thử xem gần đây Kinh tế Đông Nam Á suy thoái Bao nhiêu người có tiền có của Bình thường mọi người xem họ là người rất tài giỏi Có nghe người ta nói họ đã tự sát rồi Tại vì sao tự sát phá sản rồi trên kinh phật nói tiền tài là của chung năm nhà chúng ta hiểu rõ rồi nên không dính mảy may một lòng hướng đạo chúng ta mới được cứu phật nói ở trên kinh tiền tài sắc đẹp danh vọng ham ăn ưa ngủ là ngũ dục là năm góc rễ của địa ngục nếu bạn tham luyến không từ bỏ trong kinh địa tạng nói cảnh giới địa ngục bạn sẽ có phần cảnh giới mà thánh nữ bà la môn nhìn thấy là do chúng sanh trên trái đất này chúng ta tạo tác ác nghiệp bạn thấy chúng sanh tạo tác ác nghiệp nhiều hay ít? Ở trong đây không phải nói, người tin Phật mới bị đọa địa ngục, người không tin Phật thì không bị đọa địa ngục, không có chuyện này. Nếu như nói người không tin Phật thì không bị đọa địa ngục, vậy thì chúng ta đừng tin Phật. Người không tin Phật vẫn bị đọa địa ngục như thường. Bất luận bạn có tin hay không tin, bạn tu thiện nhất định sanh thiên, bạn tạo ác chắc chắn đọa lạc là đạo lý nhất định rồi Bất luận bạn có tin hay không Tân tử chi giả Kinh tứ thập cửu nhật hậu Không có con cháu vung bồi phước cho họ Sau khi người chết rồi thì làm thất Làm thất Đạo lý và cách làm này đều là xuất phát từ Kinh Địa Tạng Trên Kinh Phật nói Con người sau khi chết rồi Khi vẫn chưa đi đầu thai vào trong những đường khác Đây là thân trung ấm Thân trung ấm mỗi 7 ngày Là phải trải qua một lần biến dịch sinh tử quá trình này họ rất khổ cho nên khi đến 7 ngày thì làm phật sự siêu độ cho họ một lần để giảm bớt đau khổ cho họ tu phước cho họ sanh thời hữu vô thiện nhân là lúc sống không có làm được việc gì tốt đương cứ bổn nghiệp sở cảm địa ngục tự nhiên tiên độ thử hải Tự nhiên là không có bất kỳ người nào ép buộc họ Địa ngục không phải do con người thiết kế Cũng không phải do diêm la Xây dựng ra Tự nhiên khi nghiệp lực hiện tiền Mới có hiện tượng này Chúng ta tiếp tục xem kinh văn phía dưới Hải đông thập vạn do tuần Hữu hữu nhất hải Kỳ khổ ội thử Bỉ hải chi đông Hữu hữu nhất hải Kỳ khổ phục bội Càng đi vào bên trong Tội nghiệp càng nặng Nỗi khổ mà họ chịu Còn tăng hơn rất nhiều lần so với những gì bạn nhìn thấy ở đây cảnh hiện nay bạn nhìn thấy là tầng biển thứ nhất đây là bạn nhìn thấy người tạo tác nghiệp ác nhẹ người tạo ác cực nặng bạn chưa nhìn thấy tam nghiệp ác nhân chi sở chiêu cảm cộng hữu nghiệp hải kỳ xứ thì giả cảnh mà bạn nhìn thấy chính là biển nghiệp ở trong kinh phật nói Biển nghiệp là biển khổ Ba nghiệp là thân ngữ ý Tạo tác nghiệp ác bất thiện Mới bị quả báo này Địa ngục như vậy thập pháp giới cũng như vậy hiện tượng này đều là từ tự tâm biến hiện ra trên kinh hoa nghiêm nói một nguyên tắc chung cương lĩnh chung là duy tâm sở hiện duy thức sở biến duy tâm sợ biến là trong đây không có thức không có thức chính là không có vọng tưởng phân biệt chấp trước cái gì phải biết vọng tưởng là a lại gia chấp trước là mạc na phân biệt là ý thức thứ sáu nếu như không dùng tám thức không dùng tám thức 51 tâm sở thì đó chính là duy tâm sở hiện. Cảnh giới của duy tâm sở hiện Phật ở trên kinh gọi là nhất chân pháp giới. Nếu như bạn rơi vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đã tạo nên biến đổi trong nhất chân pháp giới rồi. Là duy thức sở biến rồi, là tùy theo nghiệp lực của bạn nghiệp lực chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra mười pháp giới mười không phải là con số cái gì phải biết mười là đại biểu cho vô tận bạn xem vọng tưởng phân biệt chấp trước của mỗi người đều khác nhau không giống nhau nên pháp giới mà mỗi người biến hiện cũng khác nhau nên pháp giới là vô lượng vô biên nếu như rơi vào tham sân si mạng thì cảnh giới biến hiện ra chính là miễn nghiệp mà chỗ này nói đây là thánh nữ đích thân nhìn thấy mời xem kinh văn Thánh nữ hữu vấn quỷ vương vô độc viết Địa ngục hà tại Cô liền đến hỏi xem địa ngục ở đâu Vô độc đáp viết Tam hải chi nội thị đại địa ngục Biển nghiệp mà Ngài nhìn thấy hôm nay Biển nghiệp này chính là địa ngục Kỳ số bách thiên Các cát sai biệt Địa ngục lớn còn có những địa ngục nhỏ kèm theo Sở vị đại giả cụ Hữu thập bát. Đây là người thế gian chúng ta thường nói 18 tầng địa ngục. 18 tầng địa ngục là nói địa ngục lớn. Thứ hữu ngũ bách khổ độc vô lượng, thứ hữu thiên bách diệt vô lượng khổ. Địa ngục lớn. Ở trên kinh Phật nói có 8 địa ngục lạnh và 8 địa ngục nóng. Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết Địa ngục lớn đều ở bên dưới núi Thiết Vi Chúng ta xem kinh văn Thánh nữ hữu vấn Đại quỷ vương viết Ngã mẫu tử lai vị cũ Bất tri hồn thần đương chí hạ thú Cô đến hỏi thăm về sự việc của mẹ mình Cô nói với quỷ vương vô độc Mẹ của tôi chết cách đây cũng không lâu Không biết hiện nay Thần hồn của bà Đang ở nơi nào Người thế gian chúng ta gọi là linh hồn Quỷ vương vấn thánh nữ viết Bồ Tát chi mẫu tại sanh tập hà hàng nghiệp Đây là hỏi cô mẹ của cô lúc còn sống là làm những nghề gì làm những nghề gì thì sẽ biết bà đã tạo nghiệp thiện hay là bất thiện đại thể có thể phán đoán được sau khi chết bà sẽ đi về đâu Thánh nữ đã viết Ngã mẫu tà kiến Tri kiến không chánh Chữ chánh này là chánh và tà Sao gọi là tri kiến chân chánh vậy? Chúng ta phải hiểu rõ Phải sáng tỏ Nói lời chân thật Phàm phu lục đạo Tri kiến đều không chân chánh đây là điểm chúng ta nhất định phải biết Nếu chúng ta có tri kiến chân chánh Thì sao có thể dạo lục đạo được Ngoài lục đạo Là thanh văn Duyên giác Bồ Tát Phật Thanh văn là chánh giác Bồ Tát là chánh đẳng chánh giác Quỷ vương hỏi thánh nữ bà La Môn Là mẫu thân của cô Vì này xưng cô là Bồ Tát Mẹ của Bồ Tát lúc còn sống Thường làm những ngành nghề nào Thánh nữ nói mẫu thân của cô tà kiến Tà chánh đều có tiêu chuẩn Trong Phật Pháp tri kiến của a la hán mới được xem là tri kiến chính xác nên trong kinh phật nhắc nhở chúng ta trước khi chưa có chứng được quả a la hán thì không nên tin vào tri kiến của mình nếu bạn cho rằng tri kiến của mình là chính xác thì xảy ra vấn đề ngay tại vì sao nói tri kiến của a la hán mới được xem là tri kiến chính xác vậy a la hán đã đem kiến tư phiền não đoạn sạch rồi cũng chính là nói nhìn sự việc gì cũng khách quan nói vậy cái gì dễ hiểu vì sao vậy họ không còn ngã vô ngã đã đoạn dứt chấp ngã rồi phàm phu lục đạo khởi tâm động niệm luôn có ngã có ngã thì có thành kiến có quan niệm chủ quan bạn tự nhiên sẽ nhìn sai tất cả sự lý ngay tôi cho là đúng tôi cho là chính xác cách nhìn của tôi vậy thì hỏng rồi cho nên đoạn kiến tư phiền não xong thì tri kiến mới được xem là chính xác tiêu chuẩn là ở chỗ này chưa đoạn kiến tư phiền não thì làm gì có tri kiến chính xác được chứ chúng ta hiện nay phải làm như thế nào chúng ta mới học Phật một phẩm kiến tư phiền não cũng chưa đoạn phương pháp duy nhất là nương theo Phật đây là nói đến tầm quan trọng của Tam Quy Y y pháp bất y nhân học pháp nhất định vẫn cần phải có thầy hướng dẫn không có thầy hướng dẫn bạn ở trong phật pháp cũng không có cách gì nương tựa được kinh luận phật nói quá nhiều nếu bạn nương tựa vào tất cả là bạn không có trí huệ Không có trí huệ thấy Phật ở trên kinh này nói không Trong kinh kia nói có Rốt cuộc là không hay là có Bạn liền rối mù ngay Bạn sẽ không có cách gì nương tựa Lúc tôi mới học Phật Ở Đại học Đài Loan Có một vị giáo sư Cũng rất nổi tiếng Hiện nay đã qua đời rồi Ông nói với tôi Tên Kinh Phật có khi nói có đạo lý Có khi không có đạo lý tôi hỏi những chỗ nào không có đạo lý gì ông nói tôi có xem qua kinh kim cang tôi hỏi kinh kim cang nói thế nào ông nói giống như hai thùng nước đổ qua đổ lại một lúc nói có một lúc nói không rốt cuộc là có hay là không khiến cho người ta cảm thấy mơ hồ cho nên phật nói phật pháp nếu không có người giảng giải thì tuy có trí cũng không thể hiểu được đừng nhìn thấy là giáo sư đại học nổi tiếng không được đâu có thể thấy tri kiến chính xác khó không có tri kiến chính xác nếu là người tà kiến còn đi chế nhạo phỉ bán tam bảo sợ là bản thân chúng ta tuy là xuất gia cũng phạm cái lỗi lầm này vô tình tạo những tội nghiệp này mà mình không biết luôn cho rằng mình là đúng ta không có sai chuyên thấy người khác lỗi lầm Thiết hoặc tạm tính Hoàng hữu bất kính Bốn câu nói này của cô Chúng ta hãy suy nghĩ thật tỉ mỉ xem Quan sát thế gian này Lại phán tỉnh lại bản thân E rằng mình cũng đều phạm rồi Lòng tin vào đạo của chúng ta Là như xương sớm lúc có lúc không không qua nổi thử thách hơi có chút sóng gió thì đạo tâm của chúng ta liền mất hết niềm tin liền không còn chữ kính này là càng không dễ dàng kính được sinh ra từ niềm tin không có tính làm gì có tâm kính trọng được chứ Đối với Phật Bồ Tát, đối với cha mẹ còn không cung kính thì làm sao có thể kính người, kính sự, kính vật được chứ? Miễn bàn rồi. Cho nên bạn mới biết việc này khó biết bao. Chúng ta đọc bốn câu này. Phải cảnh tỉnh chính mình. Thường xuyên đem bốn câu nói này để ở trước mặt luôn nhắc nhở mình tử tuy nhật thiển vị tri san xứ nhật thiển là chết chưa có bao lâu không biết bà hiện nay xanh dạo nơi đâu điều này chứng tỏ quỷ vương đã biết đại khái biết bà đã rơi vào đường nào rồi. Vô động vấn viết: Bồ Tát chi mẫu tánh thị hà đẳng? Đây lại hỏi tiếp: Mẫu thân của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp viết: Ngã phụ ngã mẫu, Câu Bà La môn chủng. Dòng dõi này ở Ấn Độ được xem là quý tộc ấn độ từ xưa đến nay phân ra bốn giai cấp rất nghiêm ngặt dòng dõi tôn quý nhất là bà la môn phụ hiệu thi la thiện hiện mẫu hiệu duyệt đế lợi nói tên của cha mẹ của cô tên này đều rất hay đều là tên hay tuy tên rất hay Thế nhưng việc làm lại không hay. Tên không phù hợp với việc làm thật. Vô độc Hiệp trưởng Khải Bồ Tát Viết Vô độc Hiệp trưởng Khải Bồ Tát Viết Nguyện thánh giả khước phản bổn xứ Vô chí ưu ức bi luyến Sau khi vô độc nghe xong Đây là Khải Bạch khải nghĩa là rất cung kính là báo cáo với thánh nữ rất cung kính ý nghĩa của khải dùng cách nói hiện nay chính là báo cáo là nói rất cung kính xin bồ tát có thể trở về đừng lo nghĩ nữa vì sao vậy duyệt đế lợi tội nữ quả thật là bà đã từng đến địa ngục đã thọ khổ ở nơi này Không sai Chuyện của bà mọi người đều biết Sanh thiên dĩ lai Kinh kim tam nhật Bà hiện nay không còn ở đây nữa Là đã thọ tội ở đây Nhưng nay đã sanh lên cõi trời đau lợi Đã sanh thiên rồi Vân thừa hiếu thuận chi tử Vi mẫu thiết cúng tu phước Bố thí giác hoa định tự tại vương như lai tháp tự đây là nghe nói bà có người con gái hiếu thuận đã tu phước cho bà cô tu phước bố thí cúng dường phật đây là lòng hiếu cảm động trời đất tâm hiếu thảo chân thành cảm động trời đất quỷ thần trên kinh nói với chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ gồm nơi dưỡng thân của cha mẹ, dưỡng tâm của cha mẹ, dưỡng trí của cha mẹ. Người thế gian thường nói mong con trai thành rộng, con gái thành phụng, đó là trí của cha mẹ, cũng chính là hy vọng con cái của mình trong tương lai có thành tựu chân thật tài đức hơn người nhưng rất nhiều bậc cha mẹ trong thế gian có cái nhìn sai lệch cho rằng đạt được công danh phú quý thế gian thì chính là tài đức hơn người quan niệm này đã sai lầm như thế nào mới là tài đức hơn người chân thật gì siêu phàm nhập thánh thành phật thành bồ tát đó mới là tài đức hơn người toàn bộ tất cả thành tựu thế gian đều không thể sánh bằng thế gian thành tựu như thế nào đi nữa cũng không thể ra khỏi lục đạo luân hồi chỉ có làm phật làm bồ tát không những thoát khỏi lục đạo mà còn thoát khỏi thập pháp giới đây mới là thành tựu chân thật người làm cha mẹ không có học phật không hiểu được đạo lý này không hiểu rõ chân tướng sự thật chúng ta tiếp xúc phật pháp hiểu rõ rồi chúng ta phải làm được không thể nói cha mẹ không biết thì chúng ta không làm việc tốt việc thiện tuy cha mẹ không biết đợi khi chúng ta làm được thì cha mẹ cũng được lợi ích rất lớn mẹ của bồ tát thì tưởng tượng nổi không cúng phật bố thí ba loại hạnh này đều có ở đây nói thiết cúng đây là phần trước chúng ta đã học qua thánh nữ bà la môn cúng dường hình tượng giác hoa định tự tại vương như lai bởi vì đúng vào thời kỳ tự pháp của ngài cảm động phật đến dạy cô phương pháp tu hành sau khi cô trở về dũng mãnh tinh tấn y giáo phụng hành đây là tu phước đây là bố thí Tư phước bố thí cho ai vậy? Cho người mẹ đã khuất của cô Cho nên cô tu bố thí này là bố thí pháp Không phải là bố thí tài Ở trong cúng dường Đây là cúng dường pháp Cúng dường y giáo tu hành Phước này quá lớn rồi Cho nên quỷ vương nói Phi duy Bồ Tát chi mẫu đắc thoát địa ngục Không những là mẹ của Bồ Tát được thoát khỏi địa ngục Thoát khỏi biển khổ Ân thị vô gián tội nhân Thứ nhật tất đắc thọ lạc câu đồng sanh hất Mẹ của Bồ Tát được phước của người con hiếu thảo Là Bồ Tát này Bà được sanh thiên rồi Người ở địa ngục chịu tội Đồng thời với bà Thấy đều được thơm lây Đều nhờ phước báo đó Mà cùng được sanh thiên Chứ không phải chỉ có mỗi một mình mẹ Của Bồ Tát sanh thiên Số người cùng chịu tội với bà Ở trong địa ngục Đồng thời sanh thiên sau đó bạn mới biết phước báo của bố thí không thể nghĩ bạn công đức y giáo tu hành của thánh nữ bà la môn không thể nghĩ bạn đây là sự thật chắc chắn không phải ở đây kể chuyện không phải đem chuyện này để khuyến thiện cái gì phải biết là sự thật vô cùng xác thực Bản thân bạn nếu tu hành thành tựu Thì không biết sẽ đổ được bao nhiêu người Cho nên ở trong Phật Pháp Thường hay nói không thể nghĩ bàn Cảnh giới không thể nghĩ bàn Chúng ta từ những chỗ này Nhiều ít cũng có thể thể hội được vài phần Quỷ vương ngôn tất hiệp trưởng nhi thối Quỷ vương báo cáo xong sự việc này rồi Liền cáo lui Bà La Môn Nữ tầm như mộng quy Là giống như trải qua một giấc mộng vậy Thật ra cô không phải ở trong mộng Mà là ở trong định Xuất định từ trong định Cô giác ngộ rồi Cô hoàn toàn hiểu rõ Hoàn toàn sáng tỏ sự việc này Tiện ư giác hoa định tự tại vương Như lai chi tiền lập hoàng thệ nguyện Nguyện ngã tận vị lai kiếp Ứng hữu tội khổ chúng sanh Quản thiết phương tiện xử lệnh giải thoát Đây là Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện lần thứ nhất lúc ở nhân địa lần đầu tiên phát tâm học phật là đại trưởng giả nhìn thấy hình tượng phật thì phát tâm đây là phần trước tôi nhiều lần nhắc nhở với các đồng tu hình ảnh phải tốt thường xuyên nghĩ là chúng ta là đệ tử của như lai đặc biệt là đệ tử của a di đà phật di đà là ánh sáng tôn quý nhất là vua của chư phật chúng ta làm sao có thể làm mất mặt a di đà phật được Nếu như trong tâm chúng ta khởi một niệm bất thiện thì có lỗi với A Di Đà Phật. Chúng ta làm một chuyện bất thiện thì chúng ta liền bị tội nghiệp rất nặng. Làm sao có thể xứng đáng là học trò của A Di Đà Phật được? Học trò của A Di Đà Phật là như thế này sao? Chân thật là một học trò tốt của A Di Đà Phật. Thì nhất định phải y giáo phụng hành Tại vì sao bảo bạn hằng ngày phải đọc tụng Đại Thừa vậy? Hằng ngày đọc tụng Đại Thừa Chính là hằng ngày ghi nhớ lời giáo huấn của A-di-đà Phật dạy cho bạn Những gì Phật dạy chúng ta làm, chúng ta có làm được chưa? Phật gì chúng ta không được phép làm Có phải chúng ta vẫn đang tạo tác không? chân thật làm học trò của a di đà phật đúng như ý nghĩa đó thì bạn đời này nhất định được sanh tịnh độ hiện đang sống đây người ta không tôn kính bạn cũng không thể trách họ người ta là phàm phu phàm phu mắc thường họ ngay cả phật còn không tôn kính thì làm sao có thể tôn kính bạn được nhưng bạn phải biết chư phật hộ niệm tán thán Long Thiên Quỷ Thần Bồ Tát Tôn Trọng Bạn Vì sao vậy? Những người này họ có tha tâm thông Có thiên nhãn thông Họ có thể nhìn thấy tâm thiện của bạn Họ biết bạn khởi tâm động niệm Phàm phu thì không biết phàm phu ngu si Bồ Tát Địa Tạng Ở chỗ này dạy chúng ta phát nguyện Làm nên tấm gương để cho chúng ta xem Nguyện này chính là tứ hoàng thể nguyện nguyện ngã tận vị lai kiếp nguyện này về mặt thời gian là không có kết thúc là vĩnh hằng không phải nói là sự việc này tôi phải làm thời gian bao lâu không có tôi phải làm một kiếp làm mười kiếp làm trăm kiếp làm ngàn kiếp không có mà tận đến bờ bé đời vị lai đối tượng được giúp đỡ là những chúng sanh tội khổ này cũng không có nói nhất định chúng sanh mắc phải tội khổ không phân biệt oán hay thân chỉ cần nhìn thấy có chúng sanh bị khổ bị nạn ngài liền quản thiết phương tiện xử lệnh giải thoát Lập ra nhiều phương tiện là liên quan đến ba nguyện phía sau này Phía trước là chúng sanh vô biên thể nguyện độ Lập ra phương tiện gì vậy? Lập ra nhiều phương tiện gì? Đoạn phiền não, học pháp môn, thành Phật đạo Đấy đều là lập ra nhiều phương tiện Bản thân chúng ta không đoạn phiền não, không học pháp môn Thì dùng phương pháp gì để độ chúng sanh? từ đó cho thấy bồ tát đoạn phiền não đoạn tập khí học pháp môn không phải vì mình mà là vì tất cả chúng sanh tội khổ thậm chí là thành phật đạo cũng không phải vì mình xem thấy những chúng sanh tạo tác tội nghiệp cực nặng trong thế gian này chúng ta phải có tâm nguyện này tất cả mọi việc tu học ngày nay của ta là vì họ không vì chính mình vì mình có thể qua loa một chút có thể tùy tiện một chút nhưng nhìn thấy đông đảo chúng sanh đều đang tạo tội nghiệp cực nặng thì chúng ta một chút tâm giải đãi tâm qua loa cũng không được phép có vì sao vậy phải cứu độ những chúng sanh khổ nạn này mọi việc phải nghiêm túc mọi việc phải dũng mãnh tinh tấn như vậy bạn muốn hỏi tôi tự mình tu hành thành tựu có được không có thể độ chúng sanh không kinh văn này bày ra ở đây một mình cô bà la môn tu hành một mình cô thành tựu, không những mẹ cô được độ mà những chúng sanh thọ khổ với mẹ cô ở nơi này. Nhóm những chúng sanh bị bắt giam trong địa ngục này thấy đều sanh lên cõi trời. Đây chẳng phải là sự thật bày ra ở chỗ này hay sao? Chúng ta còn nghi hoặc gì nữa? Một người thành tựu thì có thể độ được vô lượng vô biên chúng sanh chỉ sợ là bản thân bạn không có thành tựu làm ra vẻ như vậy thì không được như vậy thì đâu thể giúp người được chính mình nhất định phải chân thật làm dùng cách nói của thế gian để nói chúng ta đề ra bốn tốt giữ tâm tốt làm việc tốt nói lời tốt làm người tốt những năm gần đây ở các nơi trên thế giới chúng ta đề xướng bốn tốt làm nên hình ảnh tốt cho đại chúng xã hội khiến cho đại chúng xã hội nhìn thấy hình ảnh này ở trên kinh đoạn đầu tiên nói trưởng giả tử hình ảnh hình tượng mà phật thị hiện khiến cho đại chúng xã hội tiếp xúc đến hình tượng này có được sự cảm ngộ có thể cảm động đây chính là độ chúng sanh khiến họ giác ngộ họ quay đầu họ học tập theo bạn họ học tập theo phật pháp thì người này là được độ người được độ tất nhiên là dần dần sẽ thêm nhiều người này giác ngộ họ sẽ khuyên bảo những người xung quanh bạn bè thân thuộc hàng xóm láng giềng của họ Bạn nói sức ảnh hưởng này bao lớn Nhất định không được cho rằng Một mình tôi tu hành thì có tác dụng gì Trên kinh nói với chúng ta Một người tu hành sẽ tạo ra hiệu quả không thể nghĩ bàn Phẩm kinh này Quan trọng nhất chính là phần sau Bồ Tát Địa Tạng Làm nên tấm gương Dạy chúng ta phát tâm Phật cáo văn thù sư lợi Thời quỷ vương vô độc Giả đương kim tài thủ Bồ Tát Thị Bà la môn nữ giả tức Địa Tạng Bồ Tát Thị Đây là những người quá khứ vô lượng kiếp về trước Hiện nay đều thành tựu. Quỷ vương vô độc thời đó, hiện nay là Bồ Tát Tài Thủ. Cô bà La Môn thời đó, hiện nay chính là Bồ Tát Địa Tạng. Đây là kể chuyện tu nhân của vô lượng kiếp về trước. mời xem kinh văn kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện phẩm thứ hai phân thân tập hội nhĩ thời bách thiên vạn ức bất khả tư bất khả nghị bất khả lượng bất khả thuyết vô lượng a tăng kỳ kiếp thế giới sở hữu địa ngục xứ phân thân địa tạng bồ tát câu lai like tập tại đau lợi thiên cung các vị có nhìn ra mục đích thực sự của đoạn kinh văn này ở chỗ nào hay không ừ. nhĩ thời là Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật Mở ra lần Pháp hội này Ở tại Cung trời đau lợi Lúc mà chư Phật Như Lai Bồ Tát Đại chúng Từ mười phương thế giới Đến tụ hội Khi kết thúc đoạn Thế Tôn cùng với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Một bên hỏi một bên đáp Chúng ta nhìn thấy Con số phía dưới này Thật sự là Con số thiên văn Không có cách gì tính đếm được Bách thiên vạn ức bất khả tư bất khả nghị bất khả lượng bất khả thuyết vô lượng a tăng kỳ thế giới thế giới vô biên chúng sanh vô tận phân thân của bồ tát địa tạng ở các nơi địa ngục kim địa tạng ở cửu hoa sơn của chúng ta cũng là một trong những phân thân của ngài Vô lượng vô biên phân thân là một trong những phân thân câu lai like tập tại Đao Lợi Thiên cung. Cái gì nên biết? Điều này chứng tỏ thế gian người tạo tác tội nghiệp bị đọa địa ngục rất nhiều. Bồ Tát Địa Tạng mới phân thân. Phân ra nhiều thân như vậy, bạn mới biết có bao nhiêu địa ngục chứ. Thế gian này có bao nhiêu người tạo tác tội nghiệp địa ngục Ý nghĩa chủ yếu là ở chỗ này Cho nên nhìn thấy hiện tượng này Thật sự là quá đáng sợ Tại vì sao chúng sanh tạo những tội nghiệp này vậy? Không có người dạy Tất cả chúng sanh đều có thiện căn, Đều có tâm hướng thiện Đáng tiếc là không có người hướng dẫn Không có người giúp họ Dụng ý thật sự của Phật Ở trên kinh này Là dạy chúng ta nên học theo Bồ Tát Địa Tạng Phải là một phân thân của Bồ Tát Địa Tạng Chúng ta có thể phát nguyện Chúng ta có thể tự mình làm gương làm mẫu mực Lúc nào cũng khuyên nhủ tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện Đây chính là tâm của Bồ Tát Địa Tạng Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, hạnh của Bồ Tát Địa Tạng Tứ chúng đồng tu Mỗi lúc mỗi nơi Phải nhớ kỹ là phải làm tấm gương cho mọi người Ở trong gia đình Bạn phải làm tấm gương cho gia đình bạn ở trong đạo tràng Bạn phải làm tấm gương cho tất cả tứ chúng đồng tu Trong đạo tràng này Không được nói là họ không làm Tại vì sao tôi phải làm Nói như vậy thì bạn sai rồi Chẳng khác nào họ đọa địa ngục Tại vì sao tôi không đọa địa ngục Chẳng phải là ý này hay sao Họ đọa địa ngục Ta phải cứu họ Ta làm sao cứu họ đây Ta làm gương cho họ thấy Như vậy mới đúng Họ tham tiền của Tại vì sao ta không tham Họ tranh đoạt lợi Tại vì sao ta không tranh Vì đây chính là Tạo tác hình ảnh địa ngục Kéo hết tất cả chúng sanh Đi vào địa ngục Làm như vậy là sai rồi Chúng ta nhìn thấy người khác đọa địa ngục Thì chúng ta phải tạo nên hình ảnh tốt làm sao để thoát khỏi địa ngục thoát khỏi biển khổ vậy thì đúng không được phép nói người ta làm biết bao nhiêu người thấy đều làm người trên toàn thế giới đều làm chỉ một mình tôi không làm người làm là do mê hoặc điên đảo người không làm thì giác ngộ quay đầu bạn phải hiểu đạo lý này trên thế giới này dùng lời nói để khuyên người ta rất khó bạn khuyên người khác làm tại vì sao bản thân bạn không làm người ta làm sao có thể tin được đây nhất định phải tự mình làm được thì mới có thể tạo niềm tin cho người khác mới có thể khuyến dụ người khác hướng thiện nhất định phải tự mình cố gắng thực hiện phật chỉ dạy thánh nữ bà la môn như vậy cũng chính là chỉ dạy đại chúng chúng ta nhất định phải nghiêm túc phải quay đầu phải dũng mãnh tinh tấn Xem tiếp kinh văn dưới đây Dĩ như lai Thần lực cố Các dĩ phương diện giữ chư đắc giải thoát tu nghiệp đạo xuất giả Diệt các hữu thiên Vạn ức na do tha số Cộng trì hương hoa lai cúng dường Phật Đoạn kinh văn này Nói về những đại chúng Cùng đến với Bồ Tát Địa Tạng này Nói lời thành thật Số đệ chúng này Chính là nhờ tiếp nhận lời giáo huấn Của Bồ Tát Địa Tạng Mà được giác ngộ Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là phàm phu tâm lượng lớn Ngày nay Phân thân của Địa Tạng Thấy đều tập trung về Cung trời đau lợi Những phàm phu tâm lượng lớn này Thoát thân từ trong địa ngục Cũng theo cùng Bồ Tát Địa Tạng Về cung trời đao lợi Để yết kiến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngày đại hội hôm nay Ở cung trời đao lợi Vô cùng thù thắng Vì sao chị? Tất cả chư Phật như Lai Đều đến nơi này Lần cúng dường Phật này Thật sự là rất viên mãn những đại chúng ở thế giới cực lạc giáng sanh về thế giới tây phương cực lạc còn phải phân thân đến khắp các cõi nước chư phật trong hư không pháp giới để cúng dường phật nghe pháp hôm nay chư phật như lai thấy đều tập trung về giảng đường này rồi nên không cần phải phân thân đến các cõi nước khác những phàm phu tâm lượng lớn này đi theo cùng bồ tát địa tạng có phước báo lớn chỉ cần ở tại nơi đây cùng lúc có thể cúng dường khắp tất cả chư phật như lai bạn xem việc này thù thắng biết bao thù thắng hơn so với thế giới cực lạc quá nhiều từ chỗ này chúng ta mới thể hội được sự thù thắng của pháp môn địa tạng tu học địa tạng thù thắng chỗ nào cũng biểu hiện ra hạng nhất hơn cả thế giới cực lạc. Đây là đại căn đại bổn của tất cả pháp môn. Họ đều đem hương hoa đến cúng dường Phật. Hương hoa là pháp tượng trưng. Hương tượng trưng cho niềm tin thanh tịnh Hoa tượng trưng cho y giáo phụng hành Hoa biểu thị cho nhân Tu nhân chứng quả Những gì ở đây biểu thị là như giáo Tu hành cúng dường Đây mới là cúng dường chân thật Mời xem kinh văn Bỉ chư đồng lai đẳng bối Giai nhân địa tạng Bồ Tát giáo hóa vĩnh bất thối chuyển ư a đậu Đa la tam miệu tam bồ đề phật ở chỗ này dạy chúng ta nói cho chúng ta biết những đại chúng cùng đến với bồ tát địa tạng cơ thể tham dự pháp hội tại cung trời đau lợi lần này đều là những người tiếp nhận sự giáo hóa của bồ tát địa tạng mà được sanh tính căng chúng ta gọi là ngũ căn ngũ lực tính tấn niệm định huệ họ có căn điều này thật đáng quý có căn mới vĩnh viễn không thối chuyển nơi vô thượng bồ đề những người này sau khi tính căn thành tựu thì mỗi tâm niệm đều hướng về vô thượng bồ đề Tất cả Pháp thế xuất thế gian Đều không có lưu luyến Chỉ mong đạt được vô thượng Bồ Đề Thị chư chúng đẳng Cửu viễn kiếp lai Lưu lãng sanh tử Lục đạo thọ khổ Tạm vô hưu tức đây là nói những phàm phu này, những phàm phu đại tâm này trước tiên kể lại chuyện quá khứ họ ở trong sáu cõi luân hồi nói thật ra chính là nhóm người chúng ta đây sinh tử mệt mỏi chưa từng được nghỉ ngơi bao giờ Dĩ địa tạng Bồ Tát Quán đại từ bi Thâm thể nguyện cố Các hoạch quả chứng Câu này Là nói nhân duyên được độ nhờ lòng từ bi chỉ dạy của bồ tát địa tạng và đủ thứ phương tiện của ngài cho thấy câu mà trong phật pháp thường nói từ bi làm gốc phương tiện làm cửa bồ tát địa tạng có tâm đại từ đại bi đủ thứ phương tiện là nói sự khéo léo tinh tế của ngài vì tất cả chúng sanh mà tạo ra đủ dạng thị hiện hay nói cách khác. Vì tất cả chúng sanh mà làm ra đủ dạng hình ảnh khác nhau. Khiến tất cả chúng sanh mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, tiếp xúc những hình ảnh này mà được cảm ngộ. Biết quay đầu. Đây chính là phương tiện thiện xảo của Bồ Tát cho nên bồ tát làm tấm gương mẫu mực mực thước mô phạm cho chúng sanh những người này sau khi tiếp xúc đều được cảm ngộ mà quay đầu tu hành chứng quả tuy quả vị này không phải giống như những quả vị thường nói là thanh văn duyên giác Bồ Tát Mà họ là chứng được quả vị đại tâm phạm phu Điều này là vô cùng hiếm có Tâm Bồ Đề sanh khởi rồi Phiền não chưa đoạn Tâm Bồ Đề sanh rồi Đây gọi là đại tâm phạm phu Ký chí đau lợi tâm hoài dũng dược chiêm ngưỡng như lai mục bất tạm xã đây là miêu tả nhóm người này khi đã về đến cung trời đau lợi cái niềm vui đó vui mừng hớn hở hoàn toàn biểu hiện ra ngoài tỏ lộ ra lòng cảm ơn cảm kích ân chỉ dạy của bồ tát địa tạng cảm kích ân của chư phật nhiếp thọ hoàn toàn biểu lộ không che giấu xem tiếp kinh văn dưới đây nhĩ thời thế tôn thưa kim sắc tý ma bách thiên vạn ức Bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết Vô lượng A Tăng Kỳ thế giới Trừ phân thân địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Đảnh Ý nghĩa này nói ra nhiều con số như vậy Là có ý nghĩa sâu vô cùng Chứng tỏ Chúng sanh tạo tác ác nghiệp Trong mười phương thế giới Là vô lượng vô biên Ý nghĩa đích thực của nó Là ở chỗ này cho nên bồ tát địa tạng mới phân ra nhiều thân như vậy để giúp những chúng sanh khổ nạn này nếu bồ tát địa tạng phân thân càng nhiều thì chúng ta biết địa ngục càng nhiều biết địa ngục càng nhiều thì nên hiểu rằng số người tạo tác tội nghiệp địa ngục và thọ khổ báo trong địa ngục sẽ càng nhiều ở cung trời đau lợi thế tôn an ủi bồ tát địa tạng Sau khi xoa so đảnh xong Nhi tác thị ngôn Xoa so đảnh là an ủi Phật liền nói Ngô ư ngũ trượt ác thế Giáo hóa như thị Cương cường chúng sanh Lệnh tâm điều phục Xã tà quy chánh Thập hữu nhất nhị Thượng ác tập tại Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật dặn dò Bồ Tát Địa Tạng tại cung trời. Trách nhiệm của Bồ Tát Địa Tạng nặng hơn ai hết. Khi Phật không còn tại thế, thì sứ mệnh giáo hóa chúng sanh được ủy thác cho Bồ Tát Địa Tạng. Các vị nên biết đạo lý này ở chỗ nào vậy? tại vì sao thích cao ni phật không đem việc độ hóa chúng sanh ủy thác cho bồ tát quan âm tại vì sao không giao phó cho bồ tát phổ hiền hay bồ tát văn thù vậy các ngài đều là đại bồ tát tại vì sao không giao phó mà phải giao phó cho bồ tát địa tạng nói lời thành thật những gì bồ tát đó không thể độ nổi Không có cách gì độ được Chỉ có Bồ Tát Địa Tạng mới có thể độ Mọi người có hiểu ý nghĩa này hay không? Bồ Tát Địa Tạng dạy điều gì? Hiếu thân tôn sư Nếu như người này không hiếu thảo cha mẹ Không tôn trọng thầy tổ Thì Phật Bồ Tát nào đến cũng không thể độ được Bồ Tát Địa Tạng dạy học là đặt nền móng Dạy lớp 1 tiểu học Bồ Tát Quan Âm dạy lớp 2 Bồ Tát Văn Thù dạy lớp 3 Bồ Tát Phổ Hiệt dạy lớp 4 Lớp 1 còn chưa có dạy tốt Vậy thì những lớp sau đó không thể dạy nổi rồi Cho nên các vị phải biết Thành Phật bắt đầu từ đâu vậy? Hiếu thảo cha mẹ, tôn trọng thầy tổ, môn học bồ tát địa tạng mở ra dạy chính là hiếu thân tôn sư không học tốt môn học này thì đừng bàn đến những môn khác âm mới có thể dạy tiếp được mới dạy bạn đại từ đại bi đem hiếu thân tôn sư mở rộng ra đó là việc của bồ tát quan âm dạy đạo lý là như vậy cho nên khi phật không còn tại thế thì nhất định phải để cho bồ tát địa tạng đại biểu cho phật mặc dù không thể nâng cao cảnh giới này nhưng bạn thật sự có thể làm được hiếu thân tôn sư thì không bị đọa ba đường ác dù không thể ra khỏi tam giới nhưng không bị đọa ba đường ác cho nên đây là pháp căn bản của phật pháp nếu chúng ta không xây dựng được trên pháp căn bản này Nói lời thành thật Học Phật chỉ là gieo một chút nhân xa mà thôi Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Mười loại căn cơ Thì đây là căn cơ xa Nghĩa là đời này không đạt được lợi ích Bạn chỉ huân tập được một chút hạt giống trong Phật Pháp Lưu vào trong a la gia thức Phải đợi đến đời sau Đời sau nữa Nhiều đời nhiều kiếp Khi duyên chín mùi mới làm tiếp tục gieo nhân xa cho chúng sanh Trong đời này nhất định không thu được hiệu quả Nếu như đặt nền tảng trên pháp môn địa tạng này rồi Cũng chính là nói bạn làm được phước đầu tiên trong tam phước rồi Cái gì phải biết Bộ kinh địa tạng là nói cái gì Là hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát Tu thập thiện nghiệp Là bốn câu này Tôi năm xưa giảng đại ý của Kinh Địa Tạng Tại các thành phố Bờ Đông nước Mỹ Có một số người cảm thấy kỳ lạ Nói rằng Pháp Sư không chuyên tu tịnh độ Chuyên hoàng tịnh độ Làm sao giảng Kinh Địa Tạng được Có người đến hỏi tôi Tôi nói tôi không có giảng Kinh Địa Tạng Họ nói Ngài giảng Kinh Địa Tạng khắp nơi Giải viên biển Bờ Đông mà Tôi nói các gì không hiểu chứ Những gì tôi giảng là điều thứ nhất Trong tịnh nghiệp tam phước Tôi vẫn là chuyên tu chuyên hoặc Không có rời khỏi pháp môn tịnh tông Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy Phu Nhân Vi Đề Hy Phu Nhân Vi Đề Hy là cầu mong sanh về Tây Phương tịnh độ Nên thỉnh giáo với Thích Ca Mâu Ni Phật Dạy cho bà Phương Pháp Giảng Sanh Trước khi Thế Tôn chưa có truyền dạy cho bà phương pháp niệm Phật Thì dạy bà tu tịnh nghiệp tam phước Nói cho bà biết đây là nền tảng Ba đời chư Phật đều là nhờ vào nền tảng này mà thành tựu Giống như xây nhà vậy Dạy bạn xây nhà như thế nào Trước tiên dạy bạn đặt nền móng Làm tốt nền móng rồi mới dạy bạn xây tiếp như thế nào Bạn nói xem nền móng này quan trọng biết bao Bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Chính là phước đầu tiên ở trong Tam Phước bạn nói xem nó quan trọng biết bao tại vì sao tôi trước tiên nhất định phải giảng kinh địa tạng ở đạo tràng mới mà không giảng kinh khác không có tâm hiếu thảo cha mẹ tôn sư trọng đạo thì đừng bàn đến chuyện gì khác nữa bạn làm sao có thể xây dựng phật pháp được Phật Pháp là dạy học, là giáo dục, là sư đạo. Sư đạo xây dựng ở trên nền tảng của hiếu đạo. Không có hiếu đạo thì không có sư đạo. Như thế thì còn bàn gì nữa chứ. Cho nên điều này rất quan trọng. Hơn 20 năm nay, tôi niệm niệm đều không quên đề sướng xây từ đường. Ở Trung Quốc, từ xưa đến nay, từ đường là trung tâm dạy về hiếu đạo hiện nay chính sách của chính phủ từ đường của mỗi nhà không còn nữa xóa bỏ rồi âu cũng là việc tốt sau khi xóa bỏ phải xây dựng cái mới xây dựng cái mới phải làm như thế nào vậy phải xây từ đường kiểu cộng đồng không phải từng nhà từng nhà mỗi huyện xây một cái từ đường từ đường trăm họ trước đây là một nhà nào là từ đường họ trương từ đường họ lý hiện nay cái mới của chúng ta phù hợp với chính sách của quốc gia xã hội chủ nghĩa xây từ đường cộng đồng tốt người trong cả nước đoàn kết một lòng mỗi năm cúng tế tổ tiên xuân thu do trưởng huyện làm chủ tế cái này hay mỗi một huyện đề cử giai vị đại biểu đến hỗ trợ cúng tế như vậy sẽ phát huy rạng rỡ hơn so với đạo hiếu trước đây quốc gia xây một cái từ đường chung do chủ tịch nước đến cúng tế mỗi tỉnh có từ đường chung của tỉnh mỗi huyện có từ đường chung của huyện việc này hay đề xướng đạo hiếu không nên từng nhà từng nhà khiến cho các dòng họ trong cả nước đều có thể đoàn kết thành một thể sau khi cái cũ bị phá đi thì phải xây dựng cái mới viên mãn tiến bộ hơn thù thắng hơn cái trước như vậy mới chính xác tôi đề xướng xây dựng từ đường trăm họ không những mỗi huyện thị của quốc gia mình phải xây dựng mà ở hải ngoại nơi có qua kiều thấy đều phải nên xây dựng tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ dẫn đến chỗ này a di đà phật